Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn thông tin tiểu sử của ông Cao Thắng, chồng của ca sĩ Đông Nhi. Ông Cao Thắng là cựu ca sĩ nhóm WeBoy huyền thoại, được khán giả yêu mến với giọng hát trầm ấm qua các ca khúc như Nơi ấy ngọn đời tình yêu, Ta là của nhau, vân vân. Ngoài ra anh còn được ngưỡng mộ với gia thế khủng, doanh nhân thành đạt, đời tư trong sạch, chuyện tình một thập kỷ với nữ ca sĩ Đông Nhi. Là một chàng trai năng động, bản lĩnh, sớm tự lập và định hướng con đường phát triển của mình. Ít ai ngờ được ông Cao Thắng là chàng thiếu gia của tập đoàn Tân Hiệp Hưng lừng lẫy tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù sinh ra trong một gia đình bề thế, ông Cao Thắng lại không ỷ lại mà luôn phấn đấu, không ngừng nỗ lực học tập và làm việc. Không chỉ hoạt động mạnh trong showbiz, ông Cao Thắng còn 12 năm liền giành danh hiệu học sinh giỏi. Năm 2010, ông Cao Thắng tốt nghiệp đại học, đồng thời nhóm WeBoy cũng tan rã. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, ông Cao Thắng mạnh dạn bắt đầu kinh doanh với hệ thống khu vui chơi giải trí Cảm Giác Mạnh tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, anh còn cùng ông Hoàng Tạo Hit, Nito Shiro, thành lập lên VO Entertainment và tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với Ước Ao Một Mình Tôi, Buổi Chiều, Tình Yêu Và Bạn. Đặc biệt, anh đã tạo ra cú hit lớn với album Nắng Tin Yêu. Ông Cao Thắng được biết đến là chàng ca sĩ điển trai, lịch lãm, lý lịch trong sạch và nói không với scandal. Khi còn là sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ông Cao Thắng đã tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật. Anh là cựu thành viên của nhóm WeBoy nổi tiếng, MC cho chương trình Thế Giới V-Pop được phát sóng trên kênh BTVI từ năm 2008 đến 2009, đồng thời là gương mặt đại diện cho nhãn hàng thời trang C-Collection. Là một chàng trai đa tài, không ngừng học hỏi, cố gắng nhưng khiêm tốn, cuối cùng ông Cao Thắng cũng tạo ra dấu ấn trong sự nghiệp khi thành lập Sen Entertainment, được viết tắt là 6SE. Chỉ mới thành lập năm 2012, nhưng 6SE đã trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Việt Nam với ekip tài năng, ca sĩ ông Cao Thắng, ca sĩ Đông Nhi, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý người nổi tiếng, sản xuất phim ngắn, thu âm, đồng thời còn hỗ trợ quảng cáo cho các nhãn hàng. Đến năm 2014, ông Cao Thắng chính thức từ giã sân khấu, lui về hậu trường tập trung kinh doanh và ủng hộ bạn gái Đông Nhi. Ngoài ra, ông Cao Thắng còn có đam mê lớn với thể thao. Anh là chủ tịch đội bóng Fulltan Tân Hiệp Hưng trên 2 năm nay, do chính anh thành lập và thi đấu ở những giải lớn trong toàn quốc. Cặp đôi trai tài gái sắc, ông Cao Thắng Đông Nhi bén duyên khi cả hai cùng tham gia làm MV cho chương trình Thế Giới V-Pop. Như một duyên số, cả hai đã có nhiều dự án hợp tác cùng nhau. Trong một khoảng thời gian dài, khán giả thường xuyên thấy cặp đôi ăn ý, tình tứ trên sân khấu. Nhưng đến tháng 9 năm 2011, cặp đôi mới chính thức thông báo hẹn hò. Dù có nhiều tin đồn không hay từ dư luận, ông Cao Thắng và Đông Nhi vẫn sát cánh bên nhau trong công việc, cuộc sống đời thường, tài năng, thân thiện, nói không với scandal. Cặp đôi luôn hỗ trợ nhau trong công việc là những điều mà người hâm mộ nghĩ đến khi nhắc về cặp đôi ông Cao Thắng Đông Nhi. Từ cách sống đến những dự án âm nhạc chỉn chu, ông Cao Thắng Đông Nhi dần trở thành cặp đôi vàng trong showbiz Việt. Cả một thập kỷ yêu nhau, ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn chia sẻ những hình ảnh tình bẻ tình, khiến người hâm mộ phải ghen tị. Họ cùng nhau cháy hết mình trước ống kính, sánh bước trong các sự kiện, ngọt ngào tình tứ trong những chuyến đi du lịch, hay nồng nàn giản dị mà hạnh phúc xuất hiện cùng gia đình. Đặc biệt hình ảnh của ông Cao Thắng ủng hộ bạn gái sau cánh gà, sẵn sàng khâu vá áo cho Đông Nhi, hay đơn giản chỉ là rửa bát cho người yêu, cũng khiến các bạn nữ phải thốt lên: thanh xuân nợ chúng ta một người yêu như ông Cao Thắng. 9 tháng 7 năm 2019, Đông Nhi đã có một màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn với ông Cao Thắng trên một tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ. Nữ ca sĩ đăng ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương lên trang cá nhân với lời chú thích: em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời, cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Đông Nhi và ông Cao Thắng được trông thấy đang chụp ảnh cưới trên đường phố Sydney, Australia. Sau khi chụp ảnh cưới và thăm người thân đang sinh sống tại đây, cặp nghệ sĩ lên đường trở về Việt Nam. Tháng 11 năm 2019, Đông Nhi, ông Cao Thắng chính thức tổ chức hôn lễ siêu hoành tráng tại Phú Quốc. Trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai được người hâm mộ ưu ái gọi là cặp đôi vàng của Vbiz. Khi có hơn 10 năm gắn kết, cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt, chuyện tình yêu của Đông Nhi và ông Cao Thắng được ví như cổ tích giữa đời thường. Niềm hạnh phúc lớn nhất của Đông Nhi và ông Cao Thắng sau một năm kết hôn, đó chính là việc đón thêm thành viên mới.
em bé nhà Đông Nhi, quả là cháu cưng của showbiz Việt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.